Thì ra chỉ là một con đàn bà lăng loàn trắc nết. Nó đã thông dâm với thằng tôi tớ trong nhà con. Đẹp mặt chưa? Và người không được xúc phạm đến thanh danh của gái ta, xúc phạm đến gia đình của ta. Những điều ngươi nói chỉ là do họ nhà Chu nói thôi, không có bằng chứng hay nhân chứng gì cả. Ta viết bản cáo trạng gửi lên quan nhờ phán xử, phen này quyết đòi lại thanh danh cho dòng họ Lê. Không cần nhân chứng hay vật chứng gì cả, chính miệng con gái của ông bà đã nói ra tất cả. Vậy thì đưa ra công đường đi, coi ai xấu mặt cho biết. Dù không, không tin á thì ông bà cứ hỏi con gái của mình xem. Kim Xuyến à, con đừng lo, con hãy chỉ mặt kẻ đã bôi nhọ danh dự của con đi. Đúng là đồ bội bạc, muốn bỏ vợ rồi đặt chừng vu khống như vậy để dễ dàng thực hiện ý đồ của mình. Ở đây có cha có mẹ, con không sợ gì hết. Đúng là đồ bất nhân. Kim Xuyến, sao cô không nói rõ cho cha mẹ cô biết đi? À, mà làm sao cô có thể nói cho cha mẹ cô biết cô là một con đàn bà dâm loạn kia chứ? Đây, ông bà xem đi. Đây có phải là chữ viết của con gái ông bà không? Cô ta đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình, rành rành ra đây, làm sao mà chối cãi được nữa hả? Vậy khi lên quan có cần phải đem tờ giấy này theo không hả? Kiều Xuyến, những gì ra đọc trong tờ giấy này có phải là thật không? Kiều Xuyến, mày bôi trôi rét trấu vào mặt cha mẹ mày, tại sao mày làm như vậy? Thôi, chuyện gia đình của ông bà thì tự đóng cửa mà bảo nhau. Ta đến đây chỉ muốn nói một điều rằng, tất cả sính lễ mà gia đình ta đã bỏ ra để cưới cô con dâu này, tất cả phải trả lại cho gia đình ta. Đồng thời, gia đình họ Chu sẽ kiện gia đình họ Lê về tội gian trá. Ông bà hãy chờ đó, hãy chờ đó. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Bỏ mẹ mày ra. Gia đình này không có một đứa con bất hiếu như mày. Đồ mất nết. Mày cha đạp lên dòng họ tổ tiên này rồi. Gia nhân đâu? Nhốt tiểu thư vào phòng, không cho ăn cho uống. Đứa nào cãi lệnh, tao xử. Làm nhanh lên. Dạ. Dạ. Chị hai, chị ăn đi, chị để nguội lạnh hết rồi nè. Mẹ sao rồi em? Mẹ không sao, giờ đã khỏe rồi. Chị hai, sao chị không nghe lời em dặn, lại để tình cảm bộc phát sinh ra chuyện như vậy? Bây giờ gia đình họ Chu làm khó thưa kiện, em e gia đình mình sẽ lành ít dữ nhiều đó. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Nhưng tờ giấy thú nhận chính chị đã viết kia mà. Đúng là chị đã viết, nhưng mà giờ thì họ lấy tờ giấy đó ra
để bắt chẹt gia đình mình. Họ đi rêu rao khắp nơi, sỉ nhục chị và gia đình mình. Phèn này, gia đình mình không dám ra đường nhìn mặt thiên hạ nữa rồi. Chu công tử, hắn đúng là đồ tiểu nhân. Chung quy là cũng vì ghen tuông điên cuồng mới khiến anh ta trở thành như vậy. Chính hắn, hắn đã, hắn là một tên cầm thú. Hắn đã làm nhục chị trước khi trả chị về nhà. Hắn thực sự là một tên điên cuồng. Hắn chẳng từ bỏ một thủ đoạn nào cả. Hắn đúng là cầm thú. Hắn luôn là cầm thú đó em à. Hắn là cầm thú đó em. Chị hai, chị bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi chị. Chị lo cho anh Phan. Anh Phan bây giờ thế nào rồi? Sau khi rời khỏi nhà họ Chu, anh ấy sẽ ra sao? Lúc này mà chị còn lo cho anh ta nữa sao? Nhưng Chu công tử sao lại dễ dàng tha cho mạng của Phan như vậy? Có phải chuyện tha mạng sống cho Phan có liên quan đến lá thư thú nhận tội thông dâm của chị? Bây giờ chị chỉ mong cho anh ấy bình an, đừng xảy ra chuyện gì hết. Trời ơi, tình yêu đã làm cho chị mù quáng rồi. Xá gì cái tên gia nhân đó mà chị đánh đổi cả danh dự nhà mình chứ. Những ngày tháng sau này, cha mẹ và chị em mình sẽ sống ra sao đây, khi thị phi ngoài kia trút hết vô gia đình mình? Em đừng nói nữa, em đừng nói nữa, em đừng nói nữa. Lúc đó chị chỉ nghĩ là chị phải cứu sống mạng của Phan. Chị phải cứu Phan, chị phải cứu Phan, chị phải cứu Phan. Chị ơi, chị đã rơi vô bẫy của Chu công tử rồi. Em nói như vậy là sao? Theo lệ làng thì tội gian dâm rất nặng. Nhẹ nhất là gọt đầu bôi vôi, lôi đi khắp xóm làng. Còn nặng hơn là đóng bè thả trôi sông. Chị thà chết chứ không để bị sỉ nhục như vậy. Em nghĩ chắc mẹ sống không nổi khi chứng kiến chuyện này. Còn cha chắc cũng sẽ muối mặt, không dám nhìn ai. Gia đình mình chắc sẽ lâm vào thảm cảnh rồi chị ơi. Tội chị nặng quá, chưa trả hiếu được cho cha mẹ được ngày nào thì đã làm cho cha mẹ lâm vào cảnh nhục nhã này. Nếu có chết cũng không chuộc lại được tội bất hiếu này. Chị hai, chị đừng có nói như vậy, em sợ lắm. Nếu chị chết thì mọi việc sẽ tốt hơn đúng không? Em có nghĩ như vậy không? Cái chết của chị sẽ làm cho Chu công tử nguôi giận và bỏ hết những thù hận. Cái chết của chị sẽ làm cho mọi thị phi không còn trút lên gia đình của mình nữa. Nhưng chị chết đi thì cha mẹ sẽ đau lòng, và em cũng đau lòng lắm. Mình chỉ có hai chị em nương tựa thôi mà. Vậy giờ chị phải làm sao cho vẹn toàn đây? Tội của chị gây ra quá nặng. Trời ơi, chị có chết cả trăm ngàn lần cũng không chuộc tội được. Bây giờ chị phải làm sao đây? Chị phải làm sao đây? Em có ý này. Nếu cái chết của chị có thể dập tắt được mọi thứ dầu sôi lửa bỏng như hiện nay thì tại sao chị không chết nhưng là cái chết giả?
chị cứ viết một lá thư tuyệt mệnh, gửi lại cho cha mẹ rồi bỏ đi. Như vậy là vẹn toàn. Cha mẹ không mất con, em không mất chị gái, và gia đình họ Chu sẽ không truy cứu nữa. Ý của em muốn nói là chị lấy cái chết ra để... Là chết giả. Cái chết của chị là giả, nhưng mọi người sẽ tin đó là thật, nhất là gia đình họ Chu. Em nói như vậy cũng có lý. Không biết là họ Chu có để yên không, hay là họ đòi xác rồi mới hải dạ hả? Chị hai, họ sẽ đòi xác chị nữa đó hả? Chuyện này thì họ có đòi cũng không có quyền đâu chị à. Vậy theo em, chị phải giải chết như thế nào? Chị có thể viết một bức tâm thư để lại với lời trăn trối là tạ lỗi với cha mẹ. Lá thư này sẽ làm cho lá thư thú nhận gian dâm không còn tác dụng trước công đường. Người chết thì ai mà truy cứu? Đợi sau này yên ắng rồi chị quay về. Nhưng liệu cha mẹ có chấp nhận không? Trước mắt mình đừng nói cho cha mẹ hay. Đợi sau này mọi chuyện yên ắng, em sẽ thưa thiệt. Nhưng nếu chị đi thì cha mẹ và ai lo? Có em đây chị. Hiện tại em thấy không có cách nào vẹn toàn bằng cách này đâu. Chị hãy quyết định sớm, để lâu càng khó dập được lửa thị phi. Vậy giờ trước tiên chị phải viết một bức tâm thư. Còn em sẽ lo khăn gói cho chị đi xa. Đêm nay em sẽ lo vòng ngoài. Khi em gõ cửa 3 tiếng thì chị hãy đi ra khỏi phòng. Em sẽ sắp đặt ghe sẵn cho chị. Mẹ, những gì đã xảy ra không phải do lỗi của con. Cha ơi, con cầu xin cha mẹ hãy tha lỗi cho con. Nhưng khi em đến phòng chị để rước chị đi, thì chị đã chết rồi. Không thể nào như vậy được. Chắc chắn chị đã bị hạ độc chứ không thể nào tự vẫn được. Sau cái chết thì chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình? Sau cái chết của chị, Chu công tử càng điên tiết và không buông tha cho gia đình mình. Hắn viện cớ là nhà mình bội tín, hắn kiện lên quan. Em đã thay chị lấy hắn, xem như đúng theo chị phúc giao hôn của hai nhà. Sau đó cha mẹ lại lần lượt mất đi vì buồn rầu nhớ thương chị. Tất cả là do Chu công tử gây ra.
Cái chết của Phan chắc chắn là do hắn hãm hại. Nhưng mà tại sao em lại đồng ý lấy hắn làm gì? Em không thấy hắn đối xử với gia đình mình hay sao? Em chân yếu tay mềm, em biết phải làm sao. Cứ tưởng khi lấy hắn, hắn sẽ để cho gia đình mình yên ấm. Ai dè đâu cha mẹ cũng qua đời. Nhiều khi em khổ tâm lắm, nhưng em muốn chết cũng không xong. Tội nghiệp em, nhà họ Chu đã gây ra biết bao tội lỗi không thể nào tha thứ được. Nhưng quyền thế gia đình hắn rất mạnh, mình thấp cổ bé họng, biết kêu quan nơi đâu hả chị? Quan huyện sở tại gặp hắn cũng phải cúi đầu dạ thưa. Chúng ta có thể đưa lên triều đình mà. Ai tin mình? Có bằng chứng gì đâu, tất cả đã bị mua chuộc hết rồi. Thật là khốn kiếp, gia đình nhà họ Chu cuối cùng cũng lãnh quả báo, nhưng sao không diệt trừ tên Chu Nghệ tàn ác vô lương tâm kia chứ? Nhưng mà chị rất lo cho em khi phải đầu ấp tay gối với kẻ ác thú đội lốt người. Có nhiều lúc em muốn giết hắn nhưng lại không ra tay được. Em hèn quá đúng không chị? Cái chết của chị thiệt là oan ức. Cha mẹ thì chết trong tức tưởi, thiệt là thê lương cho gia đình mình. Kim Ngọc, anh ở đâu vậy? Anh có biết là em buồn lắm không? Em muốn gặp anh để nói hết những gì đang xảy ra trong lòng mình. Hôm nay em đến nhà và nghe Kim Ngọc thuật lại, em đã biết quá nhiều về chuyện năm xưa. Em cảm thấy mình là đứa con gái bất hiếu với cha mẹ. Nếu biết trước như vậy, thà em được nhớ lại chuyện tiền kiếp có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn. Bây giờ thì em đã biết điều mà em chọn năm xưa là đúng. Tình Chu công tử đúng là kẻ tiểu nhân. Thật là tội nghiệp cho em gái Kim Ngọc, suốt đời phải sống chung với kẻ lộc lan dạ sói đó. Em sẽ thu thập chứng cứ và gửi lên triều đình. Em sẽ không để cho cha mẹ mình chết oan ức, và em sẽ giải thoát cho Kim Ngọc thoát khỏi địa ngục trần gian. Anh ơi, anh ơi, anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang ở đâu vậy anh? Kim Sĩ, anh muốn vào để gặp em lần cuối, nhưng anh không đủ can đảm để đối diện với em và nói cho em nghe một điều. Anh không biết là em vui vẻ hay buồn bã nữa khi mình phải xa nhau. Nhưng mà em nói đúng, anh không thể nào quấn quýt bên em
làm hồn ma dắt dưỡng trên trần gian được. Cho nên anh sẽ về dưới gặp Diêm Vương để xin ông ta cho anh gặp em ở kiếp sau. Để đúng như lời hẹn ước, ở kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh sẽ tìm em ở tất cả các kiếp, cho tới khi nào mình gặp lại nhau, anh sẽ mãi chờ em. Lần này ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta. Ta sẽ làm phép để cho ngươi bị nhốt trong cái bình này mãi mãi không được siêu sinh, hoặc dù có thoát ra được thì cũng sẽ bị hồn siêu phách tán. Tại sao tới kỳ hạn rồi mà anh ta vẫn chưa về? Không biết là anh ta có đổi ý định không, hay là anh ta xảy ra chuyện gì? Ta đã bắt hồn của hắn vào đây cho ông. Bây giờ ông hãy làm theo cam kết, giao nửa số gia sản đó lại cho ta. Cứ nên làm đúng lời ta nói thì ta phải giữ chữ tín chứ. Lần này ta sẽ quá khiếp cho mày. Để đời đời kiếp kiếp tụi mày sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Cái này đẹp lắm nè cô. Để tôi lấy hai cái luôn nha. Trời rồi rồi, hai cái. Ê, nhỏ kia, tại sao chuyện tao về thăm má tao mày cũng kể cho chồng tao nghe nữa? Rồi chuyện tao dứa tiền cho má tao mày cũng kể cho chồng tao nghe nữa là sao vậy? Ê, mày lãng quá nha, tao có gặp chồng mày đâu mà tao nói. Mày kể cho chồng mày nghe, rồi chồng mày trong lúc bù khú với chồng tao kể cho chồng tao nghe. Mặt tao tím bầm như vậy là tại mày á. Tức quá, để tao đi hỏi cho ra lẽ đã. Ê, con nhỏ kia đứng lại. Tao nói cho mày nghe, chuyện này chỉ có tao với mày biết thôi. Mày không nói cho chồng tao biết thì làm sao chồng tao biết mà đánh tao? Tao nói là tao không có nói nha. Mày đừng có đổ thừa tao nha. Mày còn cãi nữa hả mày? Tao không cãi. Mày nói là tao cãi hả? Thôi, tao không nói nè nè. Thôi, chị ơi, mày xin lại đi. Thôi, thôi mà. Thôi, thôi lại đi. Hai chị là không nói. Trời ơi, thôi, tôi xin can đi mà. Hai chị đừng to tiếng với nhau nữa. Chị em mà lại như vậy sao? Chuyện gì về thăm mẹ, không có gì là sai trái, thì không có gì phải giấu chồng hết. Đó là sự hiếu thảo mà người con nào cũng phải có. Phụ nữ xuất gia tòng phu, cha mẹ mình khổ thì mình không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Nếu chị là đứa con bất hiếu thì không thể nào làm vợ hiền được.
Chồng chị nên quý trọng người vợ hiền là chị. Chị để nói phải trái để anh ấy hiểu. Tôi biết rồi. Nếu chị không dám nói thì để em qua nhà nói để cho anh ấy hiểu. Em sẽ nói chuyện phải trái cho anh ấy hiểu. Hai chị em đừng có cãi nhau nữa. Thôi tôi cũng nhận ra rồi, chuyện của chị tôi mách lẻo nên mới hại chị ấy ra như vậy. Thôi cũng bị chồng đánh nên tôi nóng tôi hồ đồ như vậy á. Thôi tôi hiểu rồi cô Chắc. Tôi cảm ơn cô Chắc nha. Dạ tôi cảm ơn cô Chắc nhiều. Dạ cảm ơn cô Chắc. Dạ chị về. Thôi, đi thôi, giải tán ai làm chuyện ấy đi. Thôi đi đi. Chuyện của mình với anh Phan mình chỉ nói với Kim Ngọc thôi chứ đâu có nói cho ai biết. Vậy tại sao Chu công tử lại biết chuyện này? Không lẽ Kim Ngọc nói gì với Chu công tử hay sao cho nên có sự mới như ngày hôm nay? Không được, mình phải hỏi Kim Ngọc cho rõ. Chị ơi, chị canh gánh thịt giùm em nha. Rồi rồi, đi đi, tôi coi cho. Vũ ơi, Vũ ơi, Vũ, Vũ mở cửa giùm con đi. Vũ ơi, Vũ. Ai đó? Vũ ơi, là con này Vũ. Vũ ơi, con muốn gặp Kim Ngọc. Dạ bà chủ, Kim Ngọc á, đi mấy hôm mới về. Mà cô có chuyện gì gấp không? Tự nhiên con nhớ ra một chuyện, Kim Ngọc khi nào về vậy Vũ? Tôi cũng không biết nữa. Mà bà đi đâu á, bà cũng không nói cho tôi. Vậy thôi con vô nhà chờ nha Vũ. Làm sao mà cô chờ cho được? Bà đi đâu á, cô không có nói. Có khi bà đi á, cả tuần trăng mới về. Vậy thì... Thôi không ấy, cô đi về đi. Khi nào bà chủ Kim Ngọc về á, tôi chạy qua tôi báo. Dạ. Kim Ngọc. Ủa bà chủ Kim Ngọc, tôi tưởng đâu bà đi mấy hôm bà mới về. Tôi có chút việc phải làm ở làng bên. Có gì đâu xa xôi mà phải đi vài hôm. Nếu tôi đi xa thì Vũ phải đi với tôi chứ. Ủa mà có chuyện gì? Kim Ngọc, chị nhớ là một chuyện muốn hỏi em để biết. Thôi vào nhà rồi nói chuyện. Chị vừa nhớ lại chuyện gì nữa sao? Không, chị thắc mắc muốn hỏi em một chuyện. Chuyện gì chị cứ nói. Em nhớ sau ngày hôn lễ 3 ngày, chị và Chu công tử có quay về nhà thăm cha mẹ không? Lễ lại mặt. Đúng. Sau khi quay về nhà họ Chu thì Chu công tử đã thay đổi nét mặt, hầm hầm tức giận, không nói một lời nào trong suốt quãng đường về. Sau đó bày ra chuyện động phòng qua chút và bi kịch đã xảy ra trong đêm đó. Chị đã kể rồi, vậy chị còn thắc mắc chuyện gì nữa? Tại sao Chu công tử lại nghi ngờ chuyện chị có tình ý với anh Phan, trong khi chuyện đó chỉ có em và chị biết? Chị nghi ngờ em nói lại chuyện này cho Chu công tử hay sao? Sao em lại làm như vậy? Có lợi gì cho gia đình mình, có lợi gì cho chị chứ? Đúng là không có lợi cho em, nhưng đúng là Chu công tử đã nghi ngờ sau khi trên đường về nhà. Có khi nào chị và Phan đã làm chuyện gì đó khiến cho Chu công tử nghi ngờ chăng? Không, giữa chị và anh Phan luôn giữ ý giữ tứ và khoảng cách. Chị nhất quyết sẽ tìm ra chuyện này. Mấu chốt xảy ra, mọi chuyện bắt đầu từ ai? Hay là em sẽ tìm cách hỏi khéo hắn? Hắn sẽ không nói đâu. Vậy thì lạ quá. Chẳng lẽ trong nhà mình lại có nội tình? Có người đã bị mua chuộc hay đi mách lẻo? Thôi, chị về đây. Chuyện này chắc chắn chị sẽ tìm ra chân tướng. Vũ ơi, Vũ ơi. Dạ bà chủ. Trời ơi, cô ơi, cô ơi, cô.
Tỉnh dậy đi cô. Cô ơi, cô ơi, tỉnh dậy đi cô. Du. Đại tiểu thư, tiểu thư hãy uống chén yến này đi. Cha con đã cấm túc mà, sao Du dám? Đây là ông chủ sai tôi mang chén yến này qua cho cô đó. Cha con. Ông chủ tuy là bên ngoài nghiêm khắc vậy, chứ trong lòng ông chủ rất là lo cho cô, sợ cô bệnh, nên ông chủ kêu tôi mang qua cho cô để cô tẩm bổ. Thật sao? Thương cha quá. Chắc cha lo lắng nhiều lắm. Chị Hai, chị Hai, chị Hai ơi, chị Hai, chị sao vậy? Chị Hai, chị đừng có làm em sợ nha chị Hai. Cha ơi, cha ơi, chị Hai, trời ơi, mẹ ơi. Hả, hả? Mẹ ơi, cha ơi, Vũ ơi. Chuyện gì vậy, gì vậy tiểu thư? Chuyện gì? Chị Hai, chị Hai con sao vậy? Đại tiểu thư sao? Chị Hai, Kim Xuyến, ông ơi, con mình bị làm sao rồi ông ơi? Ông ơi, đại tiểu thư sao rồi ông ơi? Xuyến ơi, tiểu thư. Chị đừng có làm em sợ chị Hai. Sao mà tới chị gắt gì nè? Mẹ ơi, chị Hai sao vậy mẹ? Chị con đi rồi. Chị Hai. Chị Hai. Tại sao vậy con? Chị Hai. Tại sao cô lại ra nông nỗi vậy? Chị Hai. Chị Hai. Chị Hai. Chị Hai. Ủa, cô đã tỉnh rồi hả? Vậy để tôi đi kêu cô Kim Ngọc. Tại sao Vũ giết con? Ai đã sai Vũ làm điều đó? Con đã nhớ lại đêm hôm đó. Chính Vũ đã vào trước khi Kim Ngọc vào báo hiệu cho con. Vũ đã mang chén yến vào cho con. Trong chén yến đó có độc đúng không? Tôi... Ai đã sai Vũ làm chuyện đó? Cô Hai, có phải Chu công tử đã cho Vũ lợi lộc gì không? Có phải người nói cho Chu công tử biết chuyện của con Giản Phan chính là Vũ đúng không? Cô Hai, cô Hai, xin cô Hai tha thứ cho tôi. Tại sao Vũ lại làm như vậy? Gia đình họ Lê đối xử tệ bạc với Vũ lắm hay sao? Hai đứa tụi con xem Vũ như người thân, sao Vũ lại hại gia đình này như vậy? Tôi bị lỡ lời, nhưng Chu công tử cũng đã nghi ngờ từ trước. Chu công tử đã chặn họng tôi nên tôi đã khai. Sao cái ngày mà tiểu thư về nhà sau ngày cưới, Chu công tử luôn nghi ngờ và hỏi tôi chuyện của tiểu thư Kim Xuyến với cậu Phan. Nhưng sao Vũ lại biết chuyện chị Kim Xuyến và Phan có tình ý? Có lần tôi vô tình nghe tiểu thư nói chuyện. Trời ơi, cô... Vũ đã hại gia đình này rồi, chú biết không? Vậy có phải chính Chu công tử đã sai Vũ hạ độc chị Kim Xuyến đúng không? Dạ không. Vì trong chén yến đó tôi không biết có độc. Nhưng ai là người đã sai Vũ mang chén yến đó cho tôi? Là ông. Chính ông sai tôi mang vào. Cha tôi sao? Không thể nào. Tại sao cha tôi lại làm như vậy? Tại sao cha tôi lại hạ độc chính con gái của mình được chứ? Không thể là cha tôi được. Bà nói cái gì vậy? Vũ nói không sai. Chính cha đã sai Vũ mang chén yến đó vào cho chị.
Nhưng Kiệm Vũ rời khỏi phòng, em vẫn còn đứng đó. Dạ. Dạ, ông chủ cho người kêu gọi tôi. Tôi có chuyện này muốn nhờ Vũ. Dạ, có chuyện gì thì ông chủ cứ dạy bảo, tôi xin nghe. Bà Vũ đem chén yến này qua phòng đại tiểu thư. Dạo này tôi thấy nó xanh xao gầy guộc quá. Nhưng nhớ, đừng để cho ai thấy. Dạ, ông chủ thiệt là một người cha tốt bụng. Tuy làm áp lực cho đại tiểu thư, mặt khác ông chủ quát mắng mà vẫn lo cho sức khỏe của đại tiểu thư. Nhưng trong lòng ông chủ lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho đại tiểu thư. Tiểu thư Kim Xuyến thật là có phước. Làm cha mẹ ai mà không thương con. Dù nó có sai trái cỡ nào thì cũng là con của mình. Thôi, bà đem chén yến này qua phòng đại tiểu thư cho nàng đi. Dạ. Gia phá ba đời của dòng họ lên, ta phải đi bước cuối cùng đèn thủ. Nếu con trách thì trách số của con yếu mệnh. Lúc đó em không hiểu được ý của cha. Em nói vậy nghĩa là cha vì danh dự gia đình mình mới phải ra tay giết chết đứa con gái của mình. Không thể nào, cha không thể nào tàn nhẫn như vậy được. Hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con, tại sao cha lại giết chết đứa con của mình? Chị không tin, 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 chị không tin. Ôi. À. Chắc. Ủa chắc. Chắc con. Mẹ. Con đi đâu mà cả đêm mới về nhà? Cha mẹ lo cho con quá à. Chị hai, chị hai, chị hai có sao không chị hai? Chị không sao. Con xin lỗi cha mẹ đã làm cha mẹ lo lắng. Con ngồi đây đi con, ngồi xuống đây. Dạ. Sao rồi? Sao có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe coi. Mẹ ơi. Nói cho mẹ nghe đi con. Làm sao có thể như vậy được? Ông Lê làm sao vì danh dự của gia đình mình mà lại ra tay giết chết con gái của mình như vậy được? Trời ơi, em nghe chị kể mà em nổi da gà luôn đó. Trời ơi, kiếp trước của con sao mà thê thảm dữ vậy hả con? Chính em gái con đã nghe những gì mà cha con nói. Và chén yến đó chính là do cha con đã sai bà Vú mang vào cho con. Dạ, chén yến đó có độc. Chẳng lẽ danh dự của gia đình mà nó quý hơn mạng của con gái mình hay sao? Nè, cha mẹ tuy nghèo nhưng mà xót lòng khi không lo được cho hai đứa con ăn no mặc ấm. Còn người giàu sao lại mau lạnh đến như vậy chứ? Không lẽ kiếp trước chị hai không phải là con ruột của ông ta? Tại sao lại hy sinh con mình tàn nhẫn đến như vậy? Con đừng có đau buồn nghe không? Kiếp này á, ông trời ông bù đắp cho con, cho nên con mới được làm con của cha mẹ. Tuy là nghèo
Nhưng mà cha mẹ hết bực thương con. Con thấy đó. Đúng rồi đó chị hai. Bởi vậy hả, ông trời thấy chưa đủ á, nên là đã bù đắp cho chị thêm một đứa em trai. Vừa dễ thương, vừa đẹp trai nha em. Lại thương chị hai nữa chứ. Chắc à. Dạ. Con thấy không, gia đình mình á, ai cũng yêu thương con hết. Con hãy quên đi những đau buồn kiếp trước, quay lại sống với gia đình hạnh phúc vui vẻ như xưa được không con? Lép à, con đi ra làm sao á, bắt con gà mái rồi nấu cháo cho chị con ăn đi, coi như là mình tẩy trần cho nó rồi xóa hết chuyện cũ nghe chưa? Mẹ, con gà mái hả mẹ? Ừ. Con gà mái nó nhanh lắm, có bao giờ con bắt được nó đâu. Mày, có cái chuyện con gà mái nó đẻ mấy lần yếu xìu rồi, bắt cũng không được. Không biết mày làm gì mà ăn nữa. Đi theo tao. Dạ. Mẹ cũng đi, chị cũng đi. Con à, có chuyện này mà mẹ quên nói với con. Dạ. Con nên qua gặp ông thầy nhân ở làng bên. Thầy là người am hiểu mọi lẽ, có lẽ là thầy sẽ giúp được cho con đó. Thầy nhân? Ừ. Mẹ có giấu con chuyện này. Hôm trước á, vì lo cho con, cho nên á, mẹ cứ nghe đồn về ông thầy nhân, rồi mẹ mới nói cái chuyện của con cho thầy nghe. Dạ. Rồi thầy hứa là sẽ giúp cho con hóa giải. Dạ, cho con hỏi có phải là nhà thầy nhân không? Ừ. Tôi là thầy nhân đây. Cô tìm tôi có chuyện gì? Dạ, con là Chắc, nhà con ở làng bên á. Mẹ con kêu con qua đây gặp thầy. Cô nhớ lại kiếp trước của mình cũng là chuyện hiếm thấy, nhưng cũng có thể lý giải rằng do kiếp trước cuộc đời cô còn nhiều uẩn khúc chưa giải đáp, cho nên dù sống ở kiếp này, trong tàn thức của cô vẫn còn ấm ức và lẫn quẩn. Nên khi trong một hoàn cảnh hay một tình huống tương tự thì cô có thể nhớ lại chuyện kiếp trước của mình. Dạ, có lẽ thầy nói đúng. Nhưng mà nếu có thể được, con mong rằng là mình đừng mang theo những gì của kiếp trước qua kiếp này. Con thà xóa hết những ký ức đó, có lẽ sẽ hay hơn. Vạn vật trên đời cũng có nhiều điều mình không thể nào lý giải được. Ta khuyên cô, nếu biết được chuyện cũ thì cũng lấy đó mà sống tốt cho kiếp này. Dạ. Đừng nên nghĩ đến chuyện trả hận hay quán thù chồng chất, thì sẽ càng ảnh hưởng đến cuộc đời hiện tại. Dạ, con biết rồi. À, hôm trước ta cũng nghe mẹ cô thuật lại, và ta cũng đi tìm hồn của Phan rồi. Ta khuyên anh ấy hãy về âm ty đầu thai chuyển kiếp, đừng nán lại trần gian. Thật vậy sao thầy? Về điều đó cũng tốt cho Phan mà. Con cũng nghĩ như vậy. Chắc bây giờ không còn là Chắc của ngày xưa nữa. Chắc bây giờ thay đổi và điềm đạm hơn xưa nhiều lắm. Chắc trời, bây giờ á... Trời ơi, làm như là xa xưa lắm vậy đó. Đừng có ngắt lời tôi nói. Để tôi nói hết nỗi lòng của mình đi. Tôi rất mừng cho Chắc, nhưng mà tôi sợ á, Chắc sẽ không nhớ con đường làng cũ, không về ngôi nhà cũ, không còn bán thịt heo ở ngoài chợ nữa.
Và đặc biệt là chắc không còn nhớ người tên Đầy luôn mong đợi chắc nữa. Anh Đầy nè, tôi biết á, là anh thương tôi, nhưng từ lâu lắm rồi tôi chỉ xem anh là một người bạn, một người bạn tốt. Cho dù sau này tôi là ai đi nữa, tôi cũng không muốn mất người bạn này. Anh quay mặt qua đây coi. Sau này á, tôi mong anh lấy vợ sinh con, có nhà cửa đề quề. Được như vậy á, thì tôi mừng lắm đó. Tôi cảm ơn chắc, nhưng mà dù sau này tôi có lấy vợ, tôi vẫn nhớ chắc. Thì nhớ như một người bạn được không? Người bạn tốt. Vậy là tôi yên tâm lắm đó. Những gì trong lòng của chúng ta đã nói hết. Sau này đám cưới của anh tôi sẽ qua phụ, chịu chưa? Chịu. Chịu gì đâu mà cái mặt buồn hiu à. Cười lên cái coi nè. Nhớ nha. Đã đi thật rồi. Sao anh đi mà không nói một lời từ biệt với em? Anh có biết bây giờ em cần anh ở bên cạnh lắm không? Em buồn và có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm Phan ơi. Đang suy nghĩ gì mà đông chiêu vậy? Chuyện của hồn ma ông đã xử lý xong chưa? Nó đã hồn siêu phách tán rồi, nó sẽ không có cơ hội để phá phách ai nữa đâu. Chú này mà đã ra tay á thì đừng mong có cơ hội được sống sót. Còn con nhỏ bán thịt heo, nó đã nhớ lại nhiều thứ. Nó nhớ cả chuyện cái chết của chị Kim Xuyến năm xưa. Thật sao? Nhưng nó chỉ nhớ một phần, và tin rằng chén yến độc dược đó là do chính người cha xuống tay. Vậy thì quá tốt, cứ cho nó tin là như vậy đi. Nhưng tôi chỉ e là sự thật không thể nào che giấu được lâu. Có lúc nó sẽ nhớ lại những chuyện khác nữa kìa. Cũng tại bà, bà tìm nó khơi gợi làm chi? Nếu sợ hãi mà né tránh thì sẽ càng nguy hiểm. Nếu có một ngày nào đó nó nhớ lại tất cả thì mình làm sao mà trở tay kịp. Tôi muốn kề cận nó để xem nó nhớ được những gì
mà liệu bề ứng phó. Bà thiệt là cao tay đó. Bù lại với bà chị ngu ngơ khờ khạo của bà, chết rồi mà vẫn không hiểu tại sao mình chết. Tôi cũng không hiểu tại sao lại có một người xuất hiện hình dạng giống tạc như chị Kim Xuyến ngày xưa, mà lại mang trí nhớ của chuyện tiền kiếp. Có phải chị ấy chết và đầu thai trở lại để trả oán? Nếu như vậy thì chúng ta phải ra tay trước khi chuyện này bị phanh phui. Chuyện này thì tôi làm giỏi hơn bà. Cô Chắc ơi, cô Chắc. Cô Chắc có nhà không cô Chắc? Cô Chắc ơi. Cô Chắc à, cô Chắc. Dạ. Ủa cô là ai vậy? Tôi nhìn không có quen. Trời ơi, tôi ở làng dưới này chứ đâu. Nghe nói cô Chắc đây nè, mua heo được giá lắm, nên tôi mới qua đây kêu cô Chắc mua heo đó chứ. Trời ơi, tôi nghe đồn cô Chắc á, cổ mua bán mau lẹ. Tôi cũng nghe nói cổ mua heo được giá lắm đó chứ. Cho nên á, tôi mới qua đây kêu cô Chắc đi mua heo với tôi. Ai về đâu. Mẹ. Ủa, vậy là cô ở bên làng dưới hả? Ừ. Vậy thôi cô về đi, sáng mai con qua sớm. Vậy cô là cô Chắc hả? Dạ. Nhớ qua mua heo nha. Nha. Tôi về. Dạ. Sáng mai cô qua cô mua nghe không? Dạ dạ. Thôi tôi về. Cô về nha. Dạ. Con còn bệnh mà sao không nghỉ mấy bữa đi mà dọn gì đi buôn bán vậy? Không sao đâu mẹ, dù gì mình cũng phải bắt đầu lại từ đầu mà. Hay là để mẹ kêu thằng Lép nó đi với con nha. Thôi không cần đâu, con đi một mình được. Tại vì á, đường từ đây xuống làng dưới không có núi sâu vực thẳm gì hết, không nguy hiểm, cho nên mẹ yên tâm nha. Thôi mẹ vô. Ừ. Mẹ ngủ đi, sáng mai con đi sớm nữa. Vũ. Mời đại tiểu thư uống chén yến này cho ông được vui. Vũ ơi, Vũ cứ để đó đi, lát nữa con sẽ uống sau. Vậy tiểu thư nhớ uống nha. Dạ. Con buồn ngủ quá, Vũ về đi, con muốn ngủ. Về cô đi ngủ đi, tôi đi ra. Dạ. Em. Chị Hai. Sao em tới trễ quá vậy? Em đứng ở ngoài nãy giờ, tại có Vũ nên em không có vô được. Chị hồi hộp quá. Hay thôi chị không đi đâu em ơi. Đâu có được. Chị phải đi. Nếu chị không đi thì kế hoạch của em sao hoàn hảo được. Nhưng mà chị sợ. Chị lo em.
trời đã giúp ta. Cách này có vẻ hoàn hảo hơn là nhờ chén yến của ông già. Chị nhớ lại được thêm điều gì? Kim Ngọc, sao lại là em? Chị đã thấy người năm xưa hạ độc chính là em. Chuyện này là sao? Những gì chị nhìn thấy có phải là sự thật không hả? Thật không ngờ em lại gặp chị trong một hình dạng khác. Em nghe nói dưới âm ti, trước khi đầu thai chuyển kiếp, họ thường cho ăn cháo lú để quên đi chuyện của kiếp trước, vì họ sợ mình sẽ đau khổ khi nhớ lại những chuyện đau buồn ở kiếp trước. Như chị đây, đáng lý chị đã có được cuộc sống vui vẻ hồn nhiên ở kiếp này, nhưng chị lại nhớ kiếp trước làm gì? Để rồi chuốc lấy phiền não. À, có lẽ chị nhớ lại còn thiếu một chút xíu gì đó, để em kể tiếp cho chị nghe. Đêm hôm đó, đúng là cha có sai vú mang chén yến vào cho chị, và đó là chén yến không có độc, và chị không có uống. Chị đúng là cả tin. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, chị chết là đáng kiếp. Kim Ngọc, em vừa nói gì vậy? Tại sao em lại muốn giết chị? Chúng ta là chị em ruột của nhau mà em. Chỉ có mình chị nghĩ là ruột, chứ tôi lại không nghĩ như vậy. Có những bí mật trong gia đình này chị không hề biết. Tôi với chị chỉ là chị em cùng cha khác mẹ mà thôi. Chị có biết mẹ của tôi đã bị người đàn bà trong gia đình này hãm hại, phải giao con khi vừa đẻ ra? Em nói gì chị không hiểu? Kim Ngọc, em đang nói cái gì vậy? Từ nào giờ trong mắt của bà ta, đứa con này không bao giờ là con ruột. Nhưng vì bà ta giỏi che giấu, tôi không hề biết chuyện đó. Cho đến một ngày
Tôi phát hiện ra có một lá thư bán con của một người mẹ đau khổ. Đó mới chính là mẹ ruột của tôi. Chính người đàn bà trong nhà họ Lê này, chính bà ta đã tàn nhẫn ra tay hãm hại mẹ ruột của tôi và bắt giao tôi cho bà ấy nuôi dưỡng. Còn mẹ tôi thì mất tích không rõ nguyên do. Người đàn ông tôi gọi bằng cha là một gã nhu nhược, yếu hèn. Thì ra từ lâu ta đã sống với kẻ thù hãm hại mẹ ruột của ta mà ta không biết. Ông vui lắm đúng không? Thì con gái lấy chồng lại được gả vào chỗ môn đăng hộ đối, làm sao mà không vui được chứ. Còn có kim ngọc nữa. Để tôi tìm chỗ nào giàu sang mà gả cho nó để yên bề gia thất. Ông thì vui là phải rồi, chứ còn tôi mới ngậm đắng nuốt cay thôi. Quả mà nuôi tú gần 20 năm trời rồi chứ ít ỏi gì. Tại bà nói như vậy thôi, chứ tôi thấy bà là người nhân hậu hiền từ mà. Nếu như bà không khéo léo thì gia đình này chắc đã xảy ra sóng gió rồi. Nhìn hai đứa nó yêu thương hòa thuận với nhau mà đâu có ai biết tụi nó cùng cha khác mẹ đâu. Dù sao nó cũng chung giọt máu, chung nhà họ Lê. Tôi cũng vì giữ thể diện cho ông và cho cái gia đình này mới chịu cấp nín cho qua. Tôi nghĩ nó cũng là con của ông, cũng mang dòng máu họ Lê nên tôi chấp nhận. Tôi biết năm xưa tôi có lỗi với bà, cho nên tôi chấp nhận hết tất cả những điều kiện bà đưa ra. Còn cô ấy cũng đã nhượng bộ với điều kiện giao con mà không đòi hỏi một danh phận gì. Bà ấy cũng đã ra đi biển biệt, không quay trở lại như lời đã hứa. Mà chuyện này đã chôn vùi vào quá khứ rồi, mà bà nhắc lại làm gì? Con cái cũng đã lớn hết rồi, nó mà nghe được nó chạnh lòng thì không hay đâu. Như vậy mình với chị Kim Xuyến là chị em cùng cha khác mẹ sao? Vậy ai là con ngoài giá thú, mình hay là chị Kim Xuyến? Con, trời ơi, con sao vậy? Mẹ, đứng lên đi con. Mẹ đã nói rồi, con gái con lớn không sao rồi. Đâu mẹ, đi đứng gì cũng phải từ từ, phải có nết na một tí nha con. Ý chết rồi, bà sai tôi mua cho bà một số đồ dùng son phấn mà tôi quên rồi. Thôi hai tiểu thư về nhà trước đi, tôi quay lại chợ rồi tôi về sau. Vô đi cẩn thận nha. Vô lúc này lẩm cẩm quá. Kìa, sao em nói như vậy, mình cũng hay quên mà em. Chị Kim Xuyến nè, chị thấy mẹ có thương chị em mình không? Sao em lại hỏi vậy? Mẹ lúc nào mà không thương hai chị em mình. Nhưng mà em thấy mẹ thương chị nhiều hơn, còn em thì mẹ gượng ép sao á. Em đừng nghĩ như vậy, bọn em có chuyện gì hả Ngọc? Em chỉ có cảm giác vậy thôi. Em đừng có nói như vậy, mẹ nghe được mẹ sẽ buồn đó. Thôi, xem như em chưa nói gì nha. Thank you.
Chị Hai. Chị chờ em chút xíu nha. Em đi đâu? Kim Ngọc. Bà kia, có phải hôm trước bà rình rập trước cửa nhà ta không? Kim Ngọc, Kim Ngọc, em làm sao vậy? Có chuyện gì hả? Ác quỷ, người đàn bà có gương mặt ác quỷ. Ác quỷ? Em có nhìn lầm ai không? Thôi thôi, đi về nhà đi em, kẻ mẹ lại lo nữa. Đi em. Con chào mẹ. Ủa bà Vú đâu? Mà sao chỉ có hai đứa vậy? Dạ, bà Vú nói là quên mua đồ nên quay lại mua mấy đồ mẹ dặn á, rồi tụi con về trước. Sao lúc này bà Vú nhà mình hay quên quá. Kim Ngọc nói y như mẹ vậy đó. Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc, em sao vậy? Con làm gì mà như mất hồn vậy Kim Ngọc? Hồi nãy á, Kim Ngọc nói là gặp phải ác quỷ cho nên bây giờ mới bần thần như vậy đó mẹ. Nói bậy. Ban ngày ban mặt mà làm gì có ma quỷ ở đây. Con có sao không Kim Ngọc? Mẹ, hồi nãy trên đường về đó mẹ, con thấy có một người đi theo tụi con, rình mò tụi con, có vẻ gian lắm. Sao con lại nghĩ bà ta rình mò tụi con? Có chuyện gì hay không? Không đâu mẹ, hôm trước con cũng bắt gặp bà ta lấp ló rình mò trước cổng nhà mình đó mẹ. Vậy sao? Dạ, con để chị Hai đứng đó đánh lạc hướng rồi vòng ra phía sau lưng thì con nhìn thấy bà ta. Trời ơi, một gương mặt ác quỷ chứ không phải người. Mặt bà ta đầy thẹo như là bị phỏng bị cháy vậy đó mẹ. Một gương mặt đầy thẹo mà hình dáng ra sao? Thấp người, chân thì hơi bị cà thọt đó mẹ. Mẹ, bộ mẹ quen bà ta hả mẹ? Không con, không con à. Thôi, hai con vô rửa tay rửa chân đi, rồi ăn cơm. Dạ. Bà nghĩ là bà ta sao? Tôi nghe Kim Ngọc tả thì tôi đoán chắc là bà ta. Đã vậy bà ta còn rình rập trước cổng nhà mình. Ông à, có khi nào bà ta nhớ con gái và quay về đòi không ông? Cũng chưa khẳng định là bà ta đâu. Nhưng mà tôi linh tính chính là bà ấy. Bà nè, từ nay phải canh chừng tụi nhỏ, đừng để nó tiếp cận nhiều quá sẽ sinh nghi. Ông cũng nghĩ là bà ta đúng không? Tôi cũng chỉ phòng xa thôi. Bà ta chính là người đàn bà nhân tình của cha đó sao? Bà ta là người đã giao con rồi bỏ đi theo sự sắp xếp của cha. Nhưng sao gương mặt bà ta lại ghê gớm tới như vậy? Chắc chắn có khuất tất gì trong chuyện này nè. Nếu muốn biết đứa con ngoài giá thú là mình hay Kim Xuyến thì chỉ có cách hỏi bà ta, chắc chắn sẽ ra thôi. Mà nè, chuyện hôn lễ của con trẻ tôi thấy lo quá. Kim Xuyến nó có vẻ không ưng công tử họ Chu. Tuy nó cứng nhưng tôi vẫn sợ khi về nhà bên đó Kim Xuyến làm phật lòng rồi lại sinh chuyện. Ông à, tôi cũng linh tính thấy điều đó. Nếu Kim Xuyên không ưng
thì mình mang kim ngọc gả cho chú công tử. Dù gì thì hôn ước là của hai nhà, chứ có nói là con chị hay con em đâu. Miễn là mình gả làm đúng theo hôn ước là được rồi. Không có được đâu. Chú công tử muốn lấy kim xuyến chứ đâu muốn lấy kim ngọc. Bây giờ mình lấy em thay chị, trao đổi lòng vòng vậy càng rối rắm nữa. Tôi thì tôi muốn con kim xuyến phải về bên đó cho yên bề gia thất, người làm mẹ như tôi cũng được mãn nguyện nữa. Còn con kim ngọc á thì từ từ mình cưới gả nhau. Bà nghĩ như vậy hay là trong lòng có ý khác? Ông lại nghi ngờ tôi sao? Nếu giờ mình bắt con kim ngọc gả thay chị nó, chú công tử không yêu thương thì dù có sống trong nhung lụa cũng sung sướng gì đâu. Ông hãy bỏ ý định đó đi nha ông. Con kim xuyến á, lúc đầu nó không ưng, nhưng ở riết rồi cũng sẽ thuận, không có sao đâu. Ông đừng có suy nghĩ nhiều nha ông. Ngủ đi. Thôi, bà ngủ đi. Mình được gả vào nhà họ Chu mới là phải lẽ. Chị Kim Xuyến chỉ đâu có ưng đâu. Còn ta, ta lại thấy Chu công tử mới là người mà ta có thể gửi gắm cuộc đời. Bà ta cứ nhất quyết ngăn cản ý của cha là sao chứ? Chẳng lẽ...